Cho nên trên này tôi sẽ hữu duyên hỗ trợ đoán giải cho anh chị về các cái vấn đề liên quan đến yếu tố về mặt phong thủy và đặc biệt là phong thủy hướng nhà. Anh chị nào chúng ta có những câu hỏi mà cần tư vấn này, hỗ trợ, giải đáp thì anh chị có thể để lại cái bình luận của mình trực tiếp. Chị Phượng Hoàng đâu ạ? Chủ nhà sinh năm 1967, nhà hướng chính nam. Rồi, đối với chủ nhà sinh năm 1967 mà ở nhà hướng chính nam thì đây lại là hướng nhà tuyệt vậy. Hướng nhà này rất là khắc đối với cái tuổi chủ nhà ở đây. Đấy, rất là khắc. Bên cạnh đó hiện nay nhà chị nếu như chính nam thì tôi đang nhìn thấy một cái sao rất là xấu, đó là cái sao gọi là sao xương dâm. Khi cửa chính nhà mình mà đang bị sao xương dâm chiếu đến như này thì ở đây rất là dễ xảy ra vấn đề liên quan đến những cái mối quan hệ bên ngoài. Có thể liên quan đến ngoại tình luôn. Đây này, xương dâm đang chiếu cửa. Cái sao xương dâm này là một trong những cái sao nó rất là xấu, ảnh hưởng rất là nhiều đến gia đạo. Thế cho nên ở đây thì chị nên để ý nha, chị nên để ý. Khi mà cửa chính nhà mình mà đang bị sao xương dâm chiếu đến thì hết sức phải lưu ý, được chưa? Đấy, đối với trường hợp này nếu như chị chưa treo sơn hàng chấn thì nên treo sơn hàng chấn ở vị trí bị sao xương dâm chiếu đến. Cái này nếu như cần tư vấn kỹ hơn thì chị có thể nhắn qua fanpage để các bạn trợ lý sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho chị về cách khắc chế hóa giải trong trường hợp như này nha. Đây này, anh Hiếu anh Phản ngồi này. Sau khi em nhận được hai cuốn giải mã hướng nhà và sổ tay mật pháp đặt cung vị rất thực tế và rất đúng sự việc xảy ra nhà em. Anh chị thấy chưa? Cho nên là tất cả những kiến thức mà tôi đã chia sẻ trong quyển sách này đó là thực chiến. Và anh chị áp dụng nó có kết quả luôn. Áp dụng là thấy luôn cái vấn đề của mình. Anh chị không cần thiết là anh chị phải nghiên cứu phong thủy. Anh chị hoàn toàn là những người bình thường xem có thể hiểu được. Đấy, như bạn thì anh Trương Hiếu anh Phản hồi. Đấy, có kết quả luôn. Và hiện nay là có rất là nhiều anh chị đã gửi phản hồi thông tin rất là nhiều cho tôi. Có những anh chị đặt sách về luận cho hàng trăm nhà. Có bác tâm sự với tôi, bác luận cho hàng trăm nhà. Bác luận cho nhà hàng đồng nghiệp này. Cho nên là cái sự tác động ảnh hưởng này nó rất là nhiều. Anh chị nào mà chưa có sách thì anh chị nên đặt sách sớm đi. Đấy, hoặc là anh chị có thể gọi trực tiếp vào cái số hotline ở trên màn hình. Tôi đang có số hotline 0889382868. Anh chị có thể gọi trực tiếp vào số hotline để chị đặt sách nha. Nên đặt sách sớm và nên trang bị sớm cho mình những kiến thức về phong thủy nha. Bởi vì nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Từ cái hướng nhà nó là nguyên nhân gây ra rất nhiều vấn đề từ pháp luật, từ kiện cáo, từ bệnh tật, từ ngoại tình và rất nhiều vấn đề. Đấy, cho nên anh chị nên để ý thật sớm đến cái phong thủy hướng nhà của mình nha. Anh chị nào cần hỗ trợ đặt sách thì có thể để lại số điện thoại của mình dưới bình luận. Còn cách thứ hai thật nhanh nhất, anh chị có thể gọi trực tiếp vào số hotline 0889382868 ở trên màn hình nha, để hỗ trợ cho anh chị. Hồ Dương đâu ạ? Chủ nhà sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tỵ. Rồi, 290 độ thì như thế nào? 290 độ. Rồi, nhà này được 3 sao là vượng trang hương phúc của pháp trường. Trong đó hiện nay tôi đang nhìn thấy cái sao pháp trường là một trong những cái sao rất là xấu ở đây, rất là dễ liên quan vấn đề pháp luật. Đấy, cho nên anh Hồ Dương, phải lưu ý nhé. Pháp trường là rất là dễ liên quan đến pháp luật. Đấy, cho nên trong cái trường hợp này thì anh nên để ý cái sao này. Đấy, trường hợp này thì có thể khắc chế bằng cách treo sơn hàng chấn ở vị trí bị sao pháp trường chiếu đến nhé. Chủ nhà sinh năm 1988, tuổi Mậu Thìn, 172 độ. Rồi, nhà này thứ nhất là tôi đang nhìn thấy được 3 sao là Tấn Tài, Ôn Hòa và Phúc Đức. Trong đó sao Tấn Tài là tốt về tài vận, Phúc Đức là tốt về gia đạo. Bên cạnh đó thì đang bị một cái sao xấu là sao Ôn Hòa. Cửa chính nhà mình mà đang bị sao Ôn Hòa chiếu đến thì rất là dễ xảy ra các vấn đề liên quan đến ốm đau bệnh tật, thị phi và tiểu nhân. Đây là một trong những cái sao rất là xấu trong phong thủy. Vì vậy mà ở hướng nhà này thì nhà chỉ quầy thuốc huyền trang lên như vậy. Đối với nhà này thì chị nên treo sơn hàng chấn ở vị trí chính giữa cửa nhà mình, cũng là rất là cần thiết trong cái trường hợp như này nha. Đặc biệt phải lưu ý Ôn Hòa chiếu cửa. Tiếp theo đến anh Hùng Trần Việt đâu ạ? Sinh năm 1988 ở nhà hướng chính bắc. Rồi, xin chào anh. Đấy. Đối với chủ nhà sinh năm 1988 là tuổi Mậu Thìn ở nhà hướng chính bắc. Tuổi này được hướng nhà Thiên Y, có sao Vượng Tân và Tấn Điền. Đây phải nói là một trong những hướng nhà rất là hợp đối với tuổi này. Khi mà cửa chính nhà mình mà đang được sao Vượng Tân và Tấn Điền chiếu đến ở đây, rất là dễ có cái sự cơi nới thêm về mặt đất đai và điện sản. Đấy, đất đai và điện sản. Đấy, có thể ở đây làm ăn kinh tế mình phát triển được, mình mua được thêm đất. Cái trường hợp thứ hai là mình sẽ được ông bà bố mẹ để lại cho cái mảnh đất. Đấy. Trong cái trường hợp nhà anh Hùng Trần Việt tôi đang đoán, cái trường hợp thứ hai là có thể được ông bà bố mẹ để lại cho cái mảnh đất. Có nghĩa là sau khi ở đây mình sẽ có thêm cái sự gia tăng, tức là đất đai nó sẽ thêm cái sự cơi nới thêm khi ở nhà này.
Đấy, tuy nhiên ở hướng nhà này hiện nay thì đang có một cái vấn đề, đó là bị sao khúc khớp. Khúc khớp mà đang chiếu đến cửa thì người trong nhà này rất là dễ bị những cái bệnh ốm vặt, rất là hay bị những cái bệnh lặt vặt. Nhiều khi bệnh nó rất là buồn cười anh chị ạ. Đặc biệt là những bệnh như là bệnh dở vở, đi khám đi chữa cũng chẳng ra cái bệnh gì, nhưng mà để ở nhà một thời gian lâu nó tự khỏi, xong nó lại lặp đi lặp lại, nó cứ như vậy. Có ai đang bị những bệnh như vậy không? Bệnh rất là buồn cười. Đấy, thì cửa chính anh này đang bị sao khúc khớp chiếu đến thì anh nên để ý nha. Đấy, trong trường hợp này có thể hóa giải bằng cách là treo sơn hàn chấn ở vị trí đang bị sao khúc khớp chiếu đến, thì cái này thì anh nên để ý.